chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Thái Lan phát triển rất thành công. Người ta ước tính cứ mỗi 100m lại có một cửa hàng 7-Eleven tại Bangkok, Thái Lan. Tại Thái Lan đã phát triển ra khoảng hơn 4.000 cửa hàng 7-Eleven, trong đó 40% là ở Bangkok, Thái Lan. Ở 7-Eleven, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy các đồ ăn nhanh, đồ ăn nhẹ, các đồ liên quan đến đồ dùng cá nhân và liên tục được đổi mới, thay đổi mẫu mã và các sản phẩm liên tục. Có các cửa hàng 7-Eleven còn trang bị cả chỗ ngồi để cho khách hàng có thể ăn nhanh.